Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 45. Lòng tôi đầy tràn những lời tốt, tôi nói điều tôi vịnh cho vua. Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người, ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Hỡi đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài. Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ và sự công bình, hãy lấy sự oai nghi Ngài cởi xe lướt tới cách thắng trận. Tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh. Các mũi tên Ngài bén nhọn bắn thấu tim kẻ thù nghịch vua. Các dân đều ngã dưới Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng. Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác, cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trỗi hơn đồng loại Chúa. Các áo sống Ngài bay mùi thơm một dược, trầm hương và nhục quế. Từ trong đền ngà có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài. Trong bọn người nữ tôn quý của Ngài có các công chúa, hoàng hậu đứng bên hữu Ngài, trang sức vàng Ophir. Hỡi con gái hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai. Khá quên dân sự và nhà cửa cha của con, thì vua sẽ mộ nhan sắc con, vì Ngài là Chúa con, hãy tôn kính Ngài. Con gái Tyre sẽ đem lễ vật đến, và những người giàu sang hơn hết trong dân sẽ đến cầu ơn con. Công chúa trong đền được rất vinh hiển, áo sống nàng đều thêu dệt bằng vàng. Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua. Các nữ đồng trinh là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến Ngài. Họ sẽ được dẫn đến có sự vui vẻ và khoái lạc mà vào đền vua. Các con trai Ngài sẽ thay cho tổ phụ Ngài. Ngài sẽ lập họ làm quan trưởng trong khắp thế gian. Tôi sẽ làm cho danh Ngài được nhắc lại trong các đời. Vì cớ ấy, các dân tộc sẽ cảm tạ Ngài đời đời không thôi. Chương 7. Thầy cả thượng phẩm bèn hỏi Ê-tiên rằng, có phải thật như vậy chăng? Ê-tiên trả lời rằng, hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotami, chưa đến ở tại Charan, mà phán rằng, hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bây giờ người ra khỏi xứ Canđê rồi đến thành Charan. Từ đó lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đang ở. Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ này, dầu một thẻo đất lọt bằng chân cũng không. Nhưng Ngài hứa ban xứ này làm kỷ vật cho người và dòng dõi người nữa, dẫu bây giờ người chưa có con cái mặc lòng. Đức Chúa Trời phán như vậy: dòng dõi ngươi sẽ ở ngụ nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi và hà hiếp trong 400 năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nhưng ta sẽ đoán xét dân đã bắt chúng nó làm tôi. Kế đó, chúng nó sẽ ra khỏi và thờ phượng ta trong nơi này. Đoạn Đức Chúa Trời ban cho người sự giao ước về phép cắt bì. Ấy vậy, khi Abraham đã sanh một con trai là Isaac thì làm phép cắt bì cho trong ngày thứ 8. Isaac làm phép cắt bì cho Jacob và Jacob làm phép ấy cho 12 tổ phụ. 12 tổ phụ ghen ghét Joseph nên bán qua xứ Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người. Ngài giải cứu người khỏi cảnh khó khăn và cho đầy ơn và trí trước mặt Pharaoh vua Ai Cập. Vua ấy lập người làm tể tướng cai quản xứ Ai Cập và cả nhà vua nữa. Bây giờ
Sảy có cơn đói kém trong cả xứ Ai Cập và xứ Canaan. Sự túng ngặt lớn lắm, tổ phụ chúng ta chẳng tìm được đồ ăn. Gia-cốp nghe bên Ai Cập có lúa mì thì sai tổ phụ ta qua đó lần thứ nhất. Đến lần thứ hai, anh em Joseph nhận biết người và Pharaoh mới biết dòng họ người. Joseph bèn sai rước Gia-cốp là cha mình và cả nhà, cộng là 75 người. Vậy Gia-cốp xuống xứ Ai Cập rồi chết tại đó, và tổ phụ chúng ta cũng vậy. Sau được đem về Si-chem chôn nơi mộ mà Abraham đã lấy bạc mua của con cháu Hê-mô quê ở Si-chem. Nhưng gần đến kỳ phải ứng nghiệm lời hứa Đức Chúa Trời đã thề với Abraham, dân cứ sinh sản và thêm nhiều lên trong xứ Ai Cập, cho đến khi trong xứ đó có một vua khác dấy lên chẳng nhìn biết Joseph. Vua này dùng mưu hại dòng giống và hà hiếp tổ phụ chúng ta, ép phải bỏ con mới sanh hầu cho sống chẳng được. Trong lúc đó, Môi-se sinh ra, người sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ thì con cái Pharaoh vớt lấy, nuôi làm con mình. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng. Nhưng lúc người được đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến muốn đi thăm anh em mình là con cái Israel. Môi-se thấy có người hà hiếp một người trong đám họ, nên binh vực kẻ bị hà hiếp và đánh người Ai Cập để báo thù cho. Người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ chẳng hiểu. Đến ngày sau, chúng đang đánh lộn với nhau thì người đến gần mà giải hòa rằng: "Hỡi các ngươi, đã là anh em sao lại làm hại nhau vậy?" Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi-se ra mà rằng: "Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan xử đoán chúng ta? Há ngươi muốn giết ta như hôm qua đã giết người Ai Cập sao?" Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi ở trong xứ Madian. Nơi đó người sanh được 2 con trai. Cách 40 năm, một thiên sứ hiện ra cùng người tại đồng vắng núi Sinai, trong ngọn lửa nơi bụi gai đương cháy. Môi-se thấy vậy lấy làm lạ về sự hiện ra đó, đang áp lại để xem cho gần hơn thì nghe tiếng Chúa phán rằng: "Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Gia-cốp." Môi-se run sợ chẳng dám nhìn xem. Chúa bèn phán rằng: "Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì chỗ mà ngươi đứng đó là một nơi đất thánh. Ta đã đoái xem và thấy cảnh khó khăn của dân ta trong xứ Ai Cập. Ta đã nghe tiếng than thở của chúng nó và xuống đặng giải cứu. Bây giờ hãy đến, đặng ta sai ngươi qua xứ Ai Cập." Môi-se này là người họ đã bỏ ra và rằng: "Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan đoán xét chúng ta?" Ấy là người mà Đức Chúa Trời đã sai làm quan cai trị và đấng giải cứu, cậy tay một thiên sứ để hiện ra với người trong bụi gai. Ấy là người đã đem họ ra khỏi, làm những dấu kỳ phép lạ trong xứ Ai Cập, trên biển đỏ và nơi đồng vắng trong 40 năm. Ấy là Môi-se này đã nói cùng con cái Israel rằng: "Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong hàng anh em các ngươi một đấng tiên tri giống như ta." Ấy là người trong dân hội tại nơi đồng vắng đã ở với thiên sứ, là đấng phán cùng người trên núi Sinai và với tổ phụ chúng ta. Người lại nhận lấy những lời sự sống đặng trao lại cho các ngươi. Ấy là người mà tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời, đã bỏ người đặng nghiêng lòng về xứ Ai Cập và nói với A-rôn rằng: "Hãy làm các thần đi trước chúng ta, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập, chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi." Trong những ngày đó, họ đúc một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng và vui mừng về việc tay mình làm nên. Đức Chúa Trời bèn lìa bỏ họ, phú họ thờ lại cơ binh trên trời, như có chép trong sách các đấng tiên tri rằng: "Hỡi nhà Israel, vậy có phải các ngươi từng dâng con sinh và của lễ cho ta trong 40 năm ở nơi đồng vắng, khi các ngươi khiêng nhà trại của Moloch và ngôi sao của thần Ramphan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ lại chăng? Ta cũng sẽ đày các ngươi qua bên kia Babylon. Đền tạm chứng cớ vốn ở giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng, như Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se phải làm y theo kiểu mẫu người đã thấy. Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy đền tạm ấy,
rồi đồng đi với Giô-suê đem vào xứ họ đã chiếm lấy của các dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt họ. Đền tạm cứ ở đó cho đến đời vua David là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và xin ban một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Kế đó, vua Sa-lô-môn cất cho Chúa một cái nhà. Nhưng đấng rất cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói: Chúa phán trời là ngai ta, đất là bệ chân ta, nào có nhà nào các ngươi cất cho ta, có nơi nào cho ta yên nghỉ chăng? Há chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi vật này chăng? Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thế ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình. Và hiện bây giờ, chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và có người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sao-lơ. Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Chương 19. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho cả hội chúng Israel rằng: Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày Sa-bát ta. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chớ xây về hình tượng và cũng chớ đúc tượng tà thần. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Khi các ngươi dâng của lễ thụ ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng một cách cho được nhậm, ăn nội trong ngày dâng đó và ngày mai, còn phần chi dư lại qua ngày thứ ba thì phải thiêu đi. Nếu người ta để ăn đến ngày thứ ba, ấy là một điều gớm ghiếc chẳng được nhậm. Ai ăn của lễ như vậy sẽ mang lấy tội ác mình, vì đã làm vật thánh của Đức Giê-hô-va ra ô độc. Người đó sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng và chớ mót lại những bông còn sót. Các ngươi chớ cằn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi. Hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối và chớ lừa đảo nhau. Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ ức hiếp kẻ lân cận mình, chớ cướp giật của họ. Tiền công của kẻ làm mướn ngươi, chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai. Chớ nên rủa sả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người vấp té, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nể kẻ quyền thế. Hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi. Chớ buông lời phao vu trong dân sự mình, chớ lập mưu kế nghịch sự sống của kẻ lân cận mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ có lòng ghen ghét anh em mình. Hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy giữ những mạng lệnh ta, chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau, chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ. Nếu một người nam nằm và cấu hiệp cùng một đứa tớ gái đã hứa gả cho một người, nhưng chưa chuộc ra,
hoặc chưa được phóng mọi, thì hai người đều sẽ bị hình phạt mà không phải đến chết, vì đứa tớ gái chưa được phóng mọi. Người nam vì lỗi mình sẽ dẫn một con chiên đực đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc mà làm của lễ chuộc sự mắc lỗi. Thầy tế lễ sẽ dùng con chiên đực làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, đặng làm lễ chuộc tội cho người đã phạm trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy tội người đã phạm sẽ được tha. Khi các ngươi sẽ vào xứ Canaan và đã trồng các thứ cây trái rồi, hãy coi các trái chiến nó không sạch như chưa chịu phép cắt bì. Trong 3 năm, các ngươi hãy coi nó không sạch, chớ nên ăn. Nhưng qua năm thứ 4, các trái nó sẽ nên thánh làm của lễ khen ngợi Đức Giê-hô-va. Qua năm thứ 5, các ngươi phải ăn trái, hầu cho cây thêm hoa quả. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số, chớ cắt mé tóc mình cho tròn, và chớ nên phá khóe râu mình, chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ nhục con gái ngươi khiến nó làm kỵ nữ, để trong xứ không có điều dâm loạn và đầy dẫy những ác dục. Các ngươi phải giữ những sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói, chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp người. Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ giữa các ngươi. Hãy thương yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ai Cập. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, hoặc sự đo, sự cân hay là sự lường. Các ngươi phải có cân thiệt, trái cân bằng đá đúng, một ê-pha thiệt và một hin thiệt. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy các ngươi hãy gìn giữ làm theo các luật pháp và các mạng lệnh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Chương 20. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Phàm ai trong dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa vòng họ dùng một trong các con mình dâng cho thần Moloch thì chắc sẽ bị xử tử. Dân bản xứ phải ném đá người ấy. Còn ta sẽ nổi giận cùng người đó, rút nó khỏi dân sự mình, vì nó đã nộp con cái mình cho thần Moloch, làm cho nơi thánh ta ô uế và làm ô danh thánh ta. Nếu dân bản xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Moloch mà chẳng giết nó đi, thì ta đây sẽ nổi giận cùng người đó và nhà nó, rồi trút nó cùng những kẻ nào theo nó mà thông dâm cùng thần Moloch ra khỏi dân sự mình. Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, trút nó ra khỏi dân sự mình. Các ngươi hãy làm sạch mình và hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi hãy giữ làm theo những luật pháp ta. Ta là Đức Giê-hô-va, đấng làm cho các ngươi nên thánh. Khi một người nào chửi cha, mắng mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã chửi rủa cha mẹ, huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Nếu người nào nằm cùng vợ cha mình, ấy là gây nhục cho cha mình, thì hai người đều hẳn phải bị xử tử. Huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu người nào nằm cùng dâu mình, hai người đều hẳn phải bị phạt xử tử, vì họ đã phạm một sự gớm ghiếc. Huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc. Huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu một người nam lấy cả mẹ và con làm vợ,
ấy là một sự tà ác. Hãy thiêu cả ba đi, hầu cho sự tà ác đó không còn trong vòng các ngươi. Nếu một người nam cấu hiệp cùng thú vật thì hẳn phải bị xử tử, và các ngươi hãy giết thú đó đi. Nếu một người nữ lại gần một con thú đặng cấu hiệp cùng nó, ngươi hãy giết người nữ và con thú đó đi. Huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Nếu một người nam lấy chị em gái mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, và họ cấu hiệp nhau, ấy là sự điếm nhục. Họ sẽ bị trút khỏi trước mặt dân sự mình. Người đã gây nhục cho chị em mình, người sẽ mang tội ác mình. Nếu một người nam nằm cùng một người nữ trong lúc có kinh nguyệt, và người nam lộ ra nguyên huyết của người nữ, và chính người nữ cũng lộ ra nguyên huyết mình, thì cả hai đều sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ hay là chị em của cha ngươi, vì là gây nhục cho thân tộc mình. Hai người đều sẽ mang tội ác mình. Nếu người nam nằm cùng bác gái hay thím mình, tức là gây nhục cho chú bác mình, hai người đều sẽ mang sự hình phạt của tội mình. Họ sẽ chết tuyệt tự. Nếu một người nam lấy vợ của anh em mình, ấy là sự ô uế. Người đó đã gây nhục cho anh em mình. Hai người đó sẽ tuyệt tự. Các ngươi hãy gìn giữ, làm theo những luật pháp và mạng lệnh ta, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra. Chớ nên noi theo thói tục của dân mà ta sẽ đuổi ra khỏi trước mặt các ngươi, vì họ đã làm những điều đó và ta lấy làm gớm ghiếc lắm. Ta đã phán cùng các ngươi rằng, ấy là các ngươi sẽ được xứ của dân đó. Ta cho các ngươi xứ ấy đặng làm sản nghiệp, ấy là một xứ đượm sữa và mật. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, đã phân rẽ các ngươi cùng các dân. Vậy hãy phân biệt thú tinh sạch với thú ô uế, chim ô uế với chim tinh sạch. Chớ gây cho mình ra gớm ghiếc vì loài vật, vì chim chóc, vì các loài côn trùng trên mặt đất mà ta đã dạy các ngươi phân biệt như loài ô uế. Đối cùng ta, các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh. Ta đã phân rẽ các ngươi với các dân để các ngươi thuộc về ta. Khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt hay là bói khoa thì hẳn sẽ bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng nó, huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.